Đại đức Anaham Chandajatoti kệ ngôn Pháp cú câu 218 Chandajato Anakate Manasa Chafutoshiya Kamesuja Apatipatachito Uthangshototi Bujati. Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến vị đại đức đã đắc quả Anaham. Tương truyền rằng một ngày nọ, các tỳ khưu đệ tử đã hỏi đại đức sư phụ câu hỏi rằng: Bạch Ngài, Ngài đã đắc quả đặc thù chưa? Đại đức tự nghĩ, quả bất lai thì hàng cư sĩ tại gia cũng có thể đắc, vậy để khi nào đắc quả vô sanh A-la-hán rồi ta sẽ nói chuyện với các đệ tử ta. Đang còn đắn đo e dè chưa nói gì cả thì đại đức mệnh chung tái sanh lên cõi Tịnh Cư Thiên. Khi ấy các đệ tử khóc lóc thở than rồi đến bái kiến Đức Bổn Sư, ngồi xuống một bên mà vẫn còn khóc. Đức Bổn Sư bèn hỏi các vị ấy rằng: Này các tỳ khưu, có gì mà các thầy lại khóc? Bạch Ngài, tế độ sư của các con đã mệnh chung. Này các tỳ khưu, dầu sao các thầy cũng chớ nên sầu não, vì đó là lẽ thường. Bạch Ngài, chúng con vẫn biết như thế, tuy nhiên chúng con có hỏi tế độ sư của chúng con có chứng đạt quả vị đặc thù nào chưa, tế độ sư không trả lời chi cả, kế đến khi mạng chung, do đó chúng con mới buồn khổ. Đức Bổn Sư giải rằng: Này các tỳ khưu, chớ nên buồn khổ, thầy tế độ của các thầy đã đắc Anaham, nhưng tự nghĩ rằng quả bất lai này cư sĩ tại gia có thể chứng đạt được, đợi khi nào ta chứng đắc A-la-hán rồi ta sẽ nói cho chúng đệ tử nghe. Đang ngần ngại chưa kịp nói thì thầy tế độ các ngươi đã mệnh chung tái sanh về cõi Tịnh Cư, hãy vui lên đi. Này các tỳ khưu, thầy của các ngươi đã giải thoát tâm khỏi sự ràng buộc của ngũ trần, thành bậc thượng lưu rồi. Nói rồi Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng: Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Chú giải: Chandayato do sự ước ao mong mỏi muốn làm phát sanh khát cầu mãnh liệt. Anakate, niết bàn là pháp ly ngôn, bởi vì không thể nói hay làm hoặc tả được rằng màu sắc như thế này, hình dáng như thế này. Manasa Chafutoshiya, tâm phải thấm nhuần, sung mãn ba đạo quả thấp. Apatipatachito, tâm đã thoát khỏi sự ái luyến ngũ trần do nhờ Anaham đạo. Uthamsoto, một tỳ khưu như thế, sau khi tái sanh vào vô phiền thiên Awiha, từ đó trở đi, do ảnh hưởng của sự liên kết sanh lên tới sắc cứu cánh thiên Akanitha, gọi là thượng lưu bang. Thầy tế độ của các thầy đã đạt được như thế, cuối thời pháp các tỳ khưu ấy chứng đắc A-la-hán quả, đại chúng tín pháp đều được hưởng lợi ích pháp thoại ấy. Dịch giả cận đề: Cư sĩ tu còn đắc bất lai, tỳ khưu cũng vậy, có chi tài cầu mong quả tột cùng La-hán mới xứng làm gương để dạy ai. Thầy tịch mà không chối tiếng chi, trò ngu tưởng quấy lại sầu bi, nghe lời Phật giải liền tiêu khổ, đắc quả vô sanh lẹ cấp kỳ, dứt tích đại đức bất lai.